buộc con phải bãi nhiệm anh ta. Bãi nhiệm? Vậy thì cô cũng không cần ở trong cái ngôi nhà này nữa. Tại sao? Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, cô còn hỏi tại sao à? Gia đình tôi và cô không còn gì để nói với nhau nữa. Chúng ta ly hôn đi. Anh nói sao? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, giọng nói của cô hay bất kỳ thứ gì của cô trong ngôi nhà này nữa. Chưa có sự đồng ý của tôi mà đã thay đổi nhân sự mới rồi sao? Tôi là tổng giám đốc, tôi có quyền tuyển trợ lý của tôi. Tôi nghĩ cái chức tổng giám đốc của anh đó sẽ không ngồi được lâu đâu. Cỡ 1-2 phút nữa thôi là anh xong rồi. Giờ đến phút cuối, không biết ai thắng ai thua đâu. Luật sư Kiên, bằng cách nào tôi có thể giữ lại được vị trí chủ tịch trong khi cổ phần của tôi trong công ty là lớn nhất? Sao? Phải có sự đồng thuận của các cổ đông hả? Anh được lắm, Hoàng Phương. Tôi muốn rút hết giá trị 40% cổ phần của tôi ra khỏi công ty. Tôi muốn rao bán 40% cổ phần với trị giá 200 tỷ và tôi sẽ tìm người sang nhượng nó. Bởi vì tôi muốn chấm dứt hợp tác làm ăn với tất cả các người ở đây.